Sáng 12 tháng 1 tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị thông qua kế hoạch phân bổ hạn mức xăng dầu bảo đảm cho nhiệm vụ quốc phòng năm 2024. Tham dự hội nghị có Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Năm 2023, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, Đảng ủy chỉ huy Tổng cục Hậu cần, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, cùng sự tích cực chủ động tham mưu đề xuất của Cục Xăng Dầu với Tổng cục Hậu cần và Bộ Quốc phòng những giải pháp hữu hiệu, công tác xăng dầu đã đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của quân đội. Xăng dầu được bảo đảm, quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm, an toàn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Tại hội nghị, các đại biểu đã tích cực thảo luận, đánh giá công tác bảo đảm xăng dầu trong năm 2023, đề xuất giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng bảo đảm xăng dầu cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất trong năm 2024. Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, bất kể trong hoàn cảnh nào cũng phải bảo đảm đầy đủ xăng dầu cho toàn quân thực hiện nhiệm vụ trong năm 2024. Trong đó nổi bật là bảo đảm xăng dầu cho thực hiện nhiệm vụ diễu binh diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Cùng với đó, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu công tác bảo đảm xăng dầu phải luôn tuân thủ pháp luật của nhà nước, phù hợp với đặc thù hoạt động quân sự quốc phòng, công khai minh bạch trong tất cả các khâu, tạo nguồn mua sắm, phân bổ hạn mức, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán thực hiện quản lý chặt chẽ xăng dầu ngay từ khâu lập nhu cầu xây dựng kế hoạch sử dụng xăng dầu cho các nhiệm vụ quản lý chặt chẽ sử dụng đúng nhiệm vụ trong hạn mức cho phép thực hiện tốt các biện pháp quản lý tiết kiệm xăng dầu tăng cường kiểm tra công tác dự trữ xăng dầu sẵn sàng chiến đấu đánh giá chất lượng xăng dầu bảo quản dự trữ